Các bạn đang xem những hình ảnh của vườn tầm gửi dâu mà tôi quay được tại vườn tầm gửi dâu nhà bác tôi. Theo tài liệu của giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tầm gửi dâu còn gọi là tang ký sinh, có tác dụng bổ gan thận, chữa đau lưng, đau mình, an thai, đẻ xong ít sữa, liều dùng từ 12 đến 20 gram dưới dạng thuốc sắc. Theo tài liệu cổ, tang ký sinh vị đắng, tính bình vào hai kinh can và thận, có tác dụng bổ can thận, mạnh gân cốt, an thai, làm cho xuống sữa, dùng chữa gân xương đau nhức, động thai, đẻ xong không có sữa, lưng mỏi đau. Hôm nay tôi xin mách với các bạn một cách chữa đau lưng rất đơn giản và hiệu quả. Đó chính là dùng tầm gửi dâu, hay còn gọi là tang ký sinh. Các bạn có thể dùng riêng một vị tầm gửi dâu này, sắc nước uống hàng ngày với liều dùng từ 50 đến 100 gram, hoặc có thể dùng liều ít hơn là từ 30 đến 50 gram một ngày. Các bạn nên sắc kỹ, uống thay nước hàng ngày. Uống nước tầm gửi dâu lúc đầu hơi nhạt, nhưng các bạn uống dần sẽ thấy cái vị ngon của tầm gửi dâu. Và khi đã uống tầm gửi dâu rồi thì bạn cảm thấy trong người rất là sảng khoái, ngủ sẽ ngon hơn, ăn cũng ngon hơn. Các bạn có tin tôi hay không là tùy các bạn. Còn nếu các bạn muốn mua tầm gửi dâu thật, hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0932 340 345. Tôi khẳng định với các bạn, tầm gửi chúng tôi bán là tầm gửi dâu thật. Các bạn có thể đến tận vườn tầm gửi dâu, nếu các bạn không tin tôi, để mua tại gốc dâu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.